sẽ là một cái phần rất là hào hứng mà mọi người đang rất là mong chờ, đó là phần thức thăm trúng thưởng dành cho tất cả mọi người đang có mặt tại Expo ngày hôm nay. Và đó cũng là sẽ là cái khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ khép lại Asia Expo 2014 năm nay tại khu vực Hà Nội ạ. So thank you for all the great coming. So we behalf of Asus team to share with the good news for all the brands in 2014 Asus Expo. There are more than 35,000 friends joined Asus Expo for both Ho Chi Minh and Hanoi. Và một cái thông tin rất là cập nhật mà Jack Low, Tổng Giám đốc Asus Việt Nam muốn chia sẻ với mọi người, đó là sau 4 ngày triển khai Asus Expo tại cả Hồ Chí Minh và Hà Nội thì đến giờ phút ngày hôm nay chúng tôi vô cùng cảm ơn tất cả mọi người vì chúng đã giúp chúng tôi lập một cái kỷ lục mới, đó là chúng tôi đã đón chào 35.000 lượt khách tham quan đến Asus Expo 2014 ạ. Thank you everyone, thank you. But we still have to apologize if you have any uncomfortable or unhappy during this 2 days event. But we will keep based on our spirits in serving equitable to keep improving for the next event when we meet. Tất nhiên trong một cái quy mô tổ chức như thế này thì sẽ không tránh khỏi những cái sai sót, những cái điều không làm các bạn không được hài lòng. Thay mặt công ty, Jeff cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi mọi người nếu có những bất tiện xảy ra. And all the staff in the Asus Expo, in the Asus Vietnam team, they stand from morning until night, they keep a smile.